Vô thành là hôm nay mình cũng có chút ít thời gian cho nên là mình muốn làm cái video này để mình giải thích một số những cái vấn đề đối với những anh em nào mà đang học hướng dẫn thông qua những cái video clip của mình. Thì hầu như là các bạn xem video của mình là đều ok hết rồi, các bạn không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng có một số bạn là có nói là các bạn xem video của mình các bạn không hiểu các kiểu. Đó thì trong cái video này mình sẽ giải thích cho bạn biết là những cái lỗi sai mà các bạn mắc phải ở đâu dẫn tới cái việc mà các bạn không hiểu, không thể tập được Webhook như vậy. Trước khi mà đi vào cái vấn đề chính thì mình cũng muốn nhấn mạnh luôn, đây không phải là một cái video hướng dẫn, đây là một cái video chia sẻ. Ở trong cái video này mình chỉ tập trung là mình chia sẻ thôi chứ mình không có dạy bất cứ cái gì hết. Tại có nhiều bạn là vào những cái video chia sẻ của mình thì coi xong mà chửi mình là nói là mình nói nhiều mà mình không có dạy gì hết. Đây đâu phải là video dạy đâu mà mình dạy. Đó thì các bạn không có nhìn cái tiêu đề, những cái video dạy là lúc nào mình cũng để chữ hướng dẫn hết, không có nào mà mình không để chữ hướng dẫn cả. Đó cho nên là các bạn lưu ý trước khi mà xem cái video này. Tất nhiên một phần cũng do video của mình, cũng do cái cách diễn đạt của mình là nó có thể là nó không phù hợp với một số những bạn, nhất là những bạn mà ở miền ngoài thì có thể là các bạn đã quen với cái cách nói chuyện nó khác rồi, những cái cách diễn đạt nó khác, cho nên là các bạn xem cách mà mình dùng từ các kiểu thì các bạn có thể là sẽ không có hiểu. Đó thì cái đó là mình không có đề cập tới, ở đây mình chỉ nhắc tới những cái vấn đề mà nó xuất phát từ là bản thân các bạn thôi. Còn những cái vấn đề mà xem hướng dẫn không phù hợp thì các bạn có thể lựa chọn một cái người hướng dẫn khác nó phù hợp hơn với các bạn, thì cái đó mình không có ý kiến gì cả. Cái vấn đề thứ nhất đó là các bạn học không có theo thứ tự, nhiều bạn là học là mới vô là nhảy vô coi những cái clip về Liên Khai liền. Đó, các bạn không học chiếc gì trơn. Giờ các bạn mới vô lớp 1 đưa các bạn bài đạo hàm sao các bạn làm được? Đó. Xong rồi các bạn chửi mình, có nhiều comment chửi mình là kiểu dạy mà mày mày kêu ghép Sonic vô mà mày không dạy Sonic sao tao ghép được, kiểu kiểu như vậy. Đó thì bây giờ dù mình hỏi các bạn một cuốn sách dạy nấu ăn đi, thì các bạn mới vô người ta dạy các bạn cái món đó hay là người ta dạy các bạn cách mài dao, cách chặt thịt gà. Đó, các bạn phải tự đi kiếm những cái đó các bạn học trước rồi các bạn mới nhảy vô các bạn học làm cái link K hay là cái combo được chứ. Cái vấn đề thứ hai đó là các bạn xem hướng dẫn các bạn thường hay tua. Đó mình biết cái vấn đề này tại vì mình đã nhìn vào cái thời gian thống kê của YouTube thì một cái video tầm 5 phút các bạn chỉ xem là từ 1 phút cho tới 1 phút rưỡi thôi, tức là các bạn tua gần như là 2 phần 3 cái video. Thì cái việc này mình cũng không có cấm cản gì các bạn, tại vì có thể là do mình hướng dẫn là nó buồn ngủ hay là cái gì đó mà các bạn không muốn xem hết. Đó nhưng mà mình cũng nói luôn cái việc các bạn tua này nó cũng chính là một cái nguyên nhân dẫn tới cái chuyện mà các bạn khó khăn trong cái việc tập. Tại vì một cái video như này nói bằng tiếng Việt hẳn hoi, đó thì mình đã đưa vào những cái như là kinh nghiệm, những cái lưu ý này kia. Nhưng mà các bạn tua hết thì đồng nghĩa với việc các bạn đâu có xem được đâu. Có nhiều bạn là nhắn tin cho mình hỏi một cái vấn đề A. Đó thì mình có nói là ủa anh có hướng dẫn trong video hết rồi mà. Đó thì bạn này cũng nói là em đâu thấy đâu, đó kiểu như vậy. Nhưng mà mình khi mà mình đưa cái số giây, cái thời gian của cái nội dung đó ra thì bạn này nói là do em lỡ em tua qua rồi. Đó em không có bật loa kiểu kiểu như vậy. Đó thì cái đó là cũng là do mấy bạn tự làm khó mấy bạn thôi. Một cái vấn đề nữa đó là khi mà các bạn lên xem hướng dẫn các bạn hiểu sai về cái trick nhưng mà các bạn vẫn cố gắng duy trì cái sai đó trong nhiều tháng mà các bạn cũng không có buồn xem lại cái video hướng dẫn xem là bản thân các bạn đã bỏ sót cái phần nào, các bạn đã hiểu sai cái phần nào. Đó ví dụ như là mình đã từng hướng dẫn Twisted Sonic Bus như này, mình nói là ví dụ như là các bạn cầm tay phải thì cái phần bên phải nó sẽ dài ra như này đó, và khi mà bus qua thì nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà có một số bạn lại cầm ngược lại như này đó và tới đây thì nó bị kẹt. Nhưng mà các bạn vẫn cố gắng các bạn duy trì cái sai đó trong nhiều tháng. Có những bạn là nhắn tin hỏi mình sai chỗ nào thì lúc đó là các bạn đã tập cái sai đó được 2-3 tháng rồi các bạn mới hỏi, hoặc là tới lúc đó mà các bạn chưa có nhận ra được cái chỗ sai nữa thì chứng tỏ là các bạn cũng không có bật lại cái video hướng dẫn đó. Thì tốt nhất là các bạn xem hướng dẫn mà các bạn tập tầm 2-3 tuần mà chưa được thì các bạn nên coi lại xem là mình đã bỏ sót cái chỗ nào để mà các bạn còn sửa lại chứ. Thì nói chung là cũng còn khá là nhiều vấn đề nhưng mà nó chỉ xuất hiện ở một vài cá nhân cho nên là mình cũng không có đưa vào, mình chỉ nói ba cái vấn đề mà mình thường hay gặp thôi. Đó và nếu mà các bạn xem video này các bạn nhận ra bản thân các bạn ở trong đó thì các bạn cố gắng để mà khắc phục được những cái khuyết điểm của bản thân để mà có thể là tiếp tục theo đuổi cái trò cái bộ môn nghệ thuật này. Đó và nếu các bạn cảm thấy video này có ích với các bạn thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.